Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, thân mến những thầu tóm đất vô tiền khoáng hậu, vùi chôn sự nghiệp hàng loạt quan chức ở thành phố Sài Gòn. Quan chức thâu tóm đất thì pháp luật tóm quan. Đất đai là thứ làm cho quan chức giàu cực nhanh nhưng nó cũng là thứ chôn vùi sự nghiệp, danh tiếng của họ nhanh nhất. Quá trình thâu tóm đất vàng tại Sài Gòn có thể xem như một cuộc phiêu lưu vô tiền khoán hậu với hậu quả chưa thể đồng đo. Tốc độ đô thị hóa nhanh chóng, giá trị bất động sản tăng nhanh để chóng mặt chính là cơ hội để cho những liên minh cá nhân, doanh nghiệp, cán bộ dàn trận nhằm thực hiện những kế hoạch thâu tóm đất công đắc địa. Lần lượt nhiều mảnh đất vàng tại thành phố Hồ Chí Minh đã được hô biến tài tình để trở thành sở hữu tư nhân với giá trị thấp hơn thực tế rất nhiều lần. Những nhóm lợi ích này đã gây thất thoát hàng ngân sách hàng ngàn tỷ và nhiều ngàn tỷ. Vừa qua, trong nỗ lực chống tham nhũng đất đai làm sạch bộ máy công quyền tại một số thành phố lớn, đặc biệt là ở thành phố Hồ Chí Minh, đã có nhiều dự án rơi vào tầm ngắm của thanh tra chính phủ và hàng loạt vụ thâu tóm đất vàng khổng đã được đưa ra ánh sáng. Hầu hết những vụ việc này đều có mô típ chung là quan chức tiếp tay chuyển nhượng hoặc giao đất theo hình thức chỉ định nhà đầu tư thân hữu với giá siêu ưu đãi. Những sai phạm khủng liên quan đến việc hồ biến đất vàng tại thành phố Hồ Chí Minh được đưa ra đã làm cho hàng loạt các cán bộ cấp cao lâm vào cảnh hạ cánh không được an toàn. Mới đây, hai cựu lãnh đạo Bộ Công Thương và nhiều lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh đã bị khởi tố theo Điều 219 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự với tội danh vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Theo cơ quan điều tra, có ít nhất 5 khu đất vàng bị nhóm lợi ích khô biến từ tài sản thuộc sở hữu nhà nước sang tay doanh nghiệp bằng nhiều hình thức. Ngoài ra, những trường hợp khác có thể nhắc đến như Lê Thành Hải, nguyên bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến khu đô thị mới Thủ Thiêm. Ông Nguyễn Hữu Tín, cựu phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến hai khu đất 246 Hai Bà Trưng và khu đất 15 Thi Sách. Ông Nguyễn Thành Tài, cựu phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến khu đất 8 và 12 Lê Duẩn. Ông Tất Thành Cang, nguyên ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng, phó bí thư thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến 32 hecta đất xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè. Ông Trần Vĩnh Tuyến, cựu phó chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến khu đất xây dựng nhà ở Phước Long 8 tại quận 9, thành phố Sài Gòn. Cựu phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Tín cùng với nhiều cán bộ đã bị khởi tố về sai phạm trong việc cho Sabeco Beer thuê đất 50 năm trả tiền một lần với giá rẻ mà không qua đấu thầu quyền sử dụng đất. Ngoài ra, ông Tín còn bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố để điều tra về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí liên quan đến khu đất 15 Thi sách quận nhất thành phố Hồ Chí Minh. Cũng với chiều thức liên kết thành lập pháp nhân với để thâu tóm đất vàng, một cựu phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khác là ông Nguyễn Thành Tài cũng đã rơi vào vòng lao lý. Tháng 12 năm 2018, ông Nguyễn Thành Tài bị bắt để điều tra về những vi phạm trong việc giao, cho thuê không qua đấu thầu, khu giá đấu giá khu đất 5.000 m2 tại số 8 12 Lê Duẩn, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Đối với trường hợp của ông Nguyễn Thành Tài thời điểm năm 2011, khi là phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ký quyết định giao lô đất vàng 8 12 Lê Duẩn cho công ty cổ phần đầu tư Lavenu. Việc giao đất chỉ định này không qua đấu thầu, đấu giá không có ý kiến thẩm định năng lực tài chính của các công ty góp phần vốn thuộc Bộ Công Thương. Tương tự, một vị lãnh đạo cốt cán của thành phố Hồ Chí Minh đó là ông Tất Thành Cang đã bị cách các chức vụ trong đảng liên quan đến việc bán rẻ 32 hecta đất nhà bè Phước Kiện cho doanh nghiệp tư nhân. Cựu bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải cũng bị xử lý kỷ luật cách chức, chịu trách nhiệm chính về những vi phạm khuyết điểm của ban thường vụ thành ủy thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2010-2015 đối với việc lãnh đạo chỉ đạo đầu tư khu đô thị mới Thủ Thiêm. Đặc biệt, gần đây nhất ngày 11 tháng 7, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Trần Vĩnh Tuyến bị khởi tố vì sai phạm khi phê duyệt cho Sacri chuyển nhượng dự án 37.000 m2 là khu nhà ở Phước Long B ở quận 9 cho tư nhân, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà nước. Chắc chắn rằng củi lửa thành phố Hồ Chí Minh có lẽ sẽ chưa dừng lại vì sai phạm đất đai còn nhiều, không chỉ xa Cri mà còn ở khu Đông, khu Nam. Thêm nữa, không thể bỏ qua những sai phạm tại Thủ Thiêm mà Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kết luận. Các dấu hiệu vi phạm của Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2010-2015, Ban Cán sự Đảng ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2011-2016 và một số cựu lãnh đạo với các cái tên như lừng lẫy, nếu Trung ương không tiếp tục làm thì những mầm họa vẫn còn đó, khó khăn trong xử lý triệt để các sai phạm đã và đang xảy ra. Đang chú ý việc hàng loạt các quan chức bị xử lý kỷ luật vướng tù tội vì những sai phạm đất đai hàng chục năm qua cho thấy đất đai đã và đang là những miếng mồi béo bở để những vòi bạch tuộc tham nhũng bám lấy, làm hư hỏng, tha hóa cán bộ. Mặc dù Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng luôn nhấn mạnh công tác cán bộ cực kỳ quan trọng, qua thực tiễn càng ngày càng thấy rõ quan trọng là nguyên nhân của mọi nguyên nhân, là gốc của mọi việc then chốt của mọi then chốt. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nhiều lần yêu cầu không để lọt vào trung ương cán bộ giàu nhanh, nhiều nhà, nhiều đất, nhưng việc lãnh đạo chủ chốt thành phố Hồ Chí Minh như Nguyễn Hữu Tín, Nguyễn Thành Tài, Tất Thành Cang, Trần Vĩnh Tuyến, Trần Trọng Tuấn leo cao trong bộ máy đã cho thấy sự bất cập trong công tác quy hoạch, quản lý và đánh giá cán bộ thành phố Hồ Chí Minh, nhất là khi các nhân vật trên không phải chưa từng bị báo chí và người dân phản ánh về dấu hiệu sai phạm trong công việc, lối sống tài sản. Có một thực tế là cán bộ ở Việt Nam thì tất cả 100% đều nhúng chàm và đều liên quan đến tham nhũng. Những người tham nhũng càng lớn thì có tiền càng nhiều và chạy trọt những chiếc ghế màu mỡ béo mỡ ở trung ương càng cao hơn. Những vết xe đổ trong quy hoạch bố trí đề bạt cán bộ vừa qua kỳ vọng sẽ là bài học để cho thành phố Hồ Chí Minh củng cố công tác cán bộ. Trọng dụng hiền tài ngăn chặn sớm những kẻ kém đức thiếu tài có thể phá hoại sự phát triển đi lên của thành phố. Nguy hại hơn, những đại sai phạm như thủ thiêm đang từng ngày ăn mòn lòng tin của người dân vào chính sách đất đai, sự công bằng và tôn nghiêm của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, những vụ án liên quan đến đất đai ở thành phố Sài Gòn thì không thể không nhắc đến cái tên Trường Mỹ Lan. Hồ sơ bà trùm bí ẩn có tên trong hồ sơ Panama, người được đồn đoán giàu hơn tỷ phú Phạm Nhật Vượng của Việt Nam rất nhiều lần. Theo đó, Trương Mỹ Lan được cho là bà trùm kín tiếng của thường trường Việt, người được cho là có tài sản lớn nhất Việt Nam hơn nay hơn cả tỷ phú đô la Phạm Nhật Vượng. Vậy bà ta là ai? Hồ sơ Panama là vụ dò dỉ tài liệu lớn nhất trong lịch sử của thế giới, tiết lộ cách thức những người giàu có và quyền lực chuyển tiền giữa nước ngoài từ năm 1977 cho đến cuối tháng 12 năm 2015. Theo dữ liệu được công bố hồi tháng 5 năm 2016 từ Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế ICIG cho số nhân vật trong hồ sơ Panama có tên giống với tên lãnh đạo của tập đoàn Phạm Thịnh Phát. Trương Mỹ Lan và Chuna Ki Eric. Theo đó, Trương Mỹ Lan được cho là tên của bà Trương Mỹ Lan bà Trùm kín tiếng trong thương trường Việt, người được cho là khối tài sản khổng lồ lớn nhất Việt Nam, hơn cả tỷ phú đô la Phạm Nhật Vượng. Tên đầy đủ của bà ta là Trương Mỹ Lan, tên khác là Trương Muội, quốc tịch Việt Nam, người Trung Quốc, gốc người Việt Nam gốc Trung Quốc và chồng của bà là Eric Chunapki, quốc tịch Anh, gốc Hồng Kông. Cá nhân liên quan Trương Lập Hưng, Trương Mễ, Trương Huệ Nhi, Trương Trí Trung, Ngô Thành Nhã, Trương Lập Tân, Trương Huệ Vân, Trương Lập Phát và Lâm Thị Hòa. Năm 16 tuổi, bà Trương Mỹ Lan khi đó đang kinh doanh mỹ phẩm, còn ông Ki là kinh doanh là doanh nhân gấp gốc Hồng Kông, chuyên buôn kẹp tóc họ lấy nhau và bắt đầu kinh doanh. Thông tin chính thức từ South China, China Morning Post, nhật báo nổi tiếng của Hồng Kông cho biết. Năm 1992, bà Trương Mỹ Lan thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Vạn Thịnh Phát, hoạt động trong lĩnh vực thương mại và kinh doanh nhà hàng khách sạn. Sau đó, Vạn Thịnh Phát mở rộng sang lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Vạn Thịnh Phát VTP Group là công ty tư nhân hoạt động trên lĩnh vực bất động sản lớn nhất Việt Nam. VTP Group thuộc sở hữu của gia tộc họ Trương, chủ tịch là bà Trương Mỹ Lan. Năm 2007, VTP Group Holdings vốn điều lệ 6.000 tỷ Việt Nam đồng được thành lập, trong đó bà Lan sở hữu 80% vốn của công ty này. Vạn Thịnh Phát còn có một số doanh nghiệp liên quan như công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Vạn Thịnh Phát có vốn điều lệ 12.800 tỷ Việt Nam đồng. Trong đó công ty trách nhiệm hữu hạn Vạn Thịnh Phát góp 41% và bà Lan nắm 15%. Công ty cổ phần đầu tư An Đông vốn đăng ký 9.000 tỷ Việt Nam đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn Vạn Thịnh Phát góp 20%. Công ty cổ phần đầu tư Times Square Việt Nam vốn điều lệ 2.100 tỷ Việt Nam đồng thuộc sở hữu của ông Chuna Kierich, chồng của bà Trương Mỹ Lan và công ty cổ phần tập đoàn Sài Gòn Peninsula vốn đăng ký 18.000 tỷ Việt Nam đồng. Times Square một trong những tài sản của bà Lan tại thành phố và ở phố Đi huệ, phố Đi Bộ Nguyễn Huệ, Tập đoàn này luôn gây sốc trên thị trường với những thông tin thâu tóm đất vàng, tạo lập các siêu dự án. Theo thông tin chưa kiểm chứng, Vạn Thịnh Phát được cho là đã chi 10.000 tỷ Việt Nam đồng để mua lại tòa tháp Vincom Center E, thành phố Hồ Chí Minh, sau đó đổi tên thành Julian Square. Bà nổi tiếng đến mức được cho là bà chủ của phố đi bộ Nguyễn Huệ. Theo đó, Bà Chùm cho thấy khẩu vị đầu tư của bà là đi thâu tóm hàng loạt các dự án quanh phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận nhất như Julian Square, Times Square, VTP Office Building, khách sạn Dustin. Năm 2015, công ty cổ phần đầu tư An Đông của bà mua lại dự án Thuận Kiều Plaza với giá 700 tỷ Việt Nam đồng. Tuy nhiên, hiện trạng ba tòa tháp chỉ chuyển từ màu hồng trắng sang màu xanh lá cây, sửa chữa lại phần trung tâm thương mại bên dưới và đổi tên dự án thành Thuận Kiều và ra thành The Grand Mall, chứ không chứ chưa có bất kỳ một động thái nào tiếp theo. Vào tháng 8 năm 2016, một đối tác của Sài Gòn Valencia là tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã công bố việc ký kết với các nhà đầu tư nước ngoài gồm có Babylon Group và Jenning Group để phát triển siêu dự án này, thường gọi là mũi đèn đỏ. Khu đất quy hoạch thuộc phường Phú Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, có phía đông và phía nam giáp sông Nhà Bè, phía tây giáp đường Chí Thiện Hữu, phía bắc giáp sông Sài Gòn và rạch bà bướm các nhà đầu tư mong muốn sẽ biến dự án thành nơi tụ hội và quy tụ những nét kiến trúc độc đáo mang tầm cỡ quốc tế và là lá phổi xanh hòa quyện vào không gian nước sinh thái lý tưởng với vị trí đặc biệt và dự án ngay ngã ba sông sài gòn và sông nhà bè dự án sài gòn venezuela có tổng vốn đầu tư dự kiến 6 tỷ đô la Mỹ. Do vướng nhiều thủ tục pháp lý, hiện tại dự án đang bị chậm triển khai. Theo thông tin mới nhất vào tháng 3 năm 2020, Bộ Xây dựng vừa kiến nghị Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư dự án theo quy định của pháp luật. Đây là dự án đầu tư siêu đô thị kết hợp với đầu tư công viên quy mô lớn tại thành phố Hồ Chí Minh nhưng vướng thủ tục đầu tư trong nhiều năm qua. Siêu dự án mũi đèn đỏ tổng mức đầu tư lên 6 tỷ đô la Mỹ của Vạn Thịnh Phát vừa được Bộ Xây dựng gỡ vướng vào tháng 3 năm 2020. Ngoài bất động sản Bà Lan và Vạn Thịnh Phát được cho là nhóm cổ đông chính đang sở hữu ngân hàng TMCB Sài Gòn, SCB, ngân hàng SCB hiện có vốn đầu tư điều lệ lên đến 20.231 tỷ Việt Nam đồng với tổng tài sản 508.954 tỷ Việt Nam đồng định tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2018. Đây là ngân hàng thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu theo hình thức hợp nhất ba ngân hàng yếu kém gồm ngân hàng đệ nhất Ficombank, ngân hàng Việt Nam Tín Nghĩa, Tín Nghĩa Bank và ngân hàng SCB vào cuối năm 2011. Khi hợp nhất, SCB đã có thay đổi lớn khi các vị trí chủ chốt tại hội đồng quản trị, ban tổng giám đốc được nắm giữ bởi đại diện nhóm cổ đông lớn đến từ công ty cổ phần đầu tư Vạn Thịnh Phát, công ty cổ phần đầu tư tài chính Vĩnh Phú. Trương Huệ Vân kết hôn với nhạc sĩ nổi tiếng Thanh Bùi vào năm 2013. Nhiều đồn đoán đây là cô con gái tài năng của bà Lan. Trên thực tế, Trương Huệ Vân chỉ là cháu của Trương Mỹ Lan. Sở dĩ có sự lùm xùm này là vì Huệ Vân cùng với Chu Duyệt Phấn, con gái ruột của bà Lan là Eric Chunapki đã thành lập công ty cổ phần Miniva và công ty cổ phần Minova với 80% cổ phần còn lại hiện đang thuộc sở hữu của Chu Duyệt Phấn. Công ty này đang mua lại căn biệt thự Pháp 100 tuổi với giá 700 tỷ Việt Nam đồng. Tuy mới 25 tuổi nhưng Chu Duyệt Phấn đã thừa hưởng tài năng kinh doanh hiếm có từ mẹ và bố khi liên tiếp thành lập thành công trong khi giới kinh doanh cô đã thành lập ZS Capital Liberty Group, công ty đang sở hữu chuỗi 6 thương hiệu nhà hàng đa phong cách ở khu trung tâm tài chính quốc tế ở Hồng Kông. Mặc dù ít có hoạt động truyền thông trên các mặt báo nhưng vạn thịnh phát của bà Trương Mỹ Lan rất thường xuyên tham gia vào các hoạt động xã hội, đặc biệt là có hoạt động xã hội do cơ quan quản lý nhà nước tổ chức phát động. Năm 2018, bà Trương Mỹ Lan đã quyết định tài trợ số tiền hơn 450 tỷ đồng để đầu tư xây dựng bệnh viện An Bình với hình thức tài trợ không điều kiện và không cần hoàn lại và được biết là sau lưng của tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan thì đó là một khối tiền khổng lồ mà nhà máy in tiền của Trung Quốc đã tung ra để cho Vạn Thịnh Phát thâu tóm đất vàng tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Phát biểu trong cuộc trao đổi với tập đoàn đầu tư dân sinh Trung Quốc China Mincheng Involvement Group viết tắt là CMIG tại Thượng Hải, Bà Lan nói là người Hoa ở hải ngoại nên Chúng tôi rất muốn có thể giới thiệu những công ty Trung Quốc có chất lượng và mô hình kinh doanh đặc sắc như CMIG đến Việt Nam, làm câu nối cho vành đai con đường. Tại các nước ASEAN trên cơ sở mối quan hệ hợp tác hai bên cùng có lợi. Năm 2006, một số cơ quan báo chí nhận được đơn của ông Ted Chiang Quốc tịch Indonesia tố cáo bà Trương Mỹ Lan cùng với chồng là ông Chunev Ki Eric quốc tịch Anh về hành vi lừa đảo. Theo nội dung đơn thư thì bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch hội đồng quản trị công ty Vạn Thịnh Phát đã lợi dụng chính sách đầu tư của Việt Nam lừa dối ông Ted Sien trong việc hợp tác đầu tư dự án An Đông Plaza tại quận 5 và khu căn hộ 127 Butter quận 3 thành phố Hồ Chí Minh với số tiền lên đến 6 triệu đô la Mỹ. Ông Ted Chiang đã chuyển vào tài khoản của bà Trương Mỹ Lan, xong bà đã không thực hiện những điều cam kết theo hợp đồng. Vụ việc sau đó được hai bên tự thỏa thuận giải quyết. Năm 2014, bà Trương Mỹ Lan cũng bị dính đến cáo buộc hối lộ Phạm Quý Ngọ có mặt tại phiên xét xử Dương Tự Trọng với tư cách là một nhân chứng Dương Chí Dũng khai đã nhận của bà Lan 20 tỷ Việt Nam đồng tương đương với 1 triệu đô la Mỹ thời điểm bấy giờ để chuyển cho Thượng tướng Phạm Khí Ngọ. Thứ trưởng Bộ Công an liên quan đến việc đưa hối lộ để lót tay cho việc chuyển đổi công năng mục đích sử dụng khu đất cảng nhà rồng Khánh Hội quận 4 thành phố Hồ Chí Minh sau khi cảng Sài Gòn gì rời. Cũng vào năm 2014, bà Trương Mỹ Lan cùng với Trương Lập Hưng đã và Trương Mễ, Trương Huệ Nhi, Trương Trí Trung, Ngô Thành Nhã, Trương Lập Tân, Trương Huệ Vân, Trương Lập Phát, Lâm Thị Hòa đồng loạt xin thôi quốc tịch Việt Nam. Tuy nhiên không rõ do đến tháng 6 năm 2015, bà Trương Mỹ Lan cùng với 9 thành viên khác trong gia đình đã rút hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam và đã được trả lại hồ sơ. Được biết là thượng tướng Phạm Quý Ngọ đã bị chết vì bệnh ung thư gì đó, nhưng trong thời gian vừa qua chúng tôi có một tin tức chưa được chính xác lắm là hiện Phạm Quý Ngọ chưa bị chết và cái chết đó chỉ là một đám tang giả mà thôi. Hiện tại Phạm Quý Ngọ đang định cư tại Hoa Kỳ. Thông tin này chúng tôi cũng đang mong muốn rằng sẽ có một người nào đó có thể chứng minh cho chúng tôi biết và chúng tôi cũng sẽ đưa tin đến cho quý vị và các bạn được minh bạch thông tin này. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.